Sinh con năm 2024 tuổi gì? Bố mẹ tuổi nào hợp sinh con năm 2024 mang lại nhiều may mắn? Theo tử vi, trong 12 con giáp, người tuổi Giáp Thìn được coi là có mệnh sướng nhất, bởi vì họ cầm tinh con rồng vàng nên đã sướng từ khi mới sinh ra. Nhưng nhìn chung, người tuổi Giáp Thìn thường suôn sẻ, mọi dự định đều thành công xuất sắc và thuận tiện. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu sinh con năm 2024 tuổi gì, bố mẹ tuổi nào sinh con năm 2024 sẽ mang lại nhiều may mắn, vượng khí cho gia đình. Nam và nữ sinh năm 2024 tức tuổi con rồng, năm sinh dương lịch từ ngày mùng 10 tháng 2 năm 2024 đến ngày 28 tháng 1 năm 2025 dương lịch. Theo ngũ hành bản mệnh thì năm 2024 Giáp Thìn thuộc mệnh hỏa. Như vậy, trẻ sinh năm 2024 sẽ mang mệnh hỏa, phú đăng hỏa. Phú đăng hỏa là ngọn lửa thắp sáng, sưởi ấm hoặc đuổi thú dữ. Chính vì thế, người mang tuổi Giáp Thìn sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với cuộc sống và gia đình, giúp đem đến nhiều hạnh phúc, niềm vui và may mắn dành cho gia đình. Màu sắc hợp: màu bản mệnh, màu đỏ, màu cam, hồng, tím, thuộc hành hỏa. Màu tương sinh: màu xanh lá cây, xanh non chuối, thuộc hành mộc. Màu kiên kỵ: màu đen, xanh nước biển, xanh dương, thuộc hành thủy. Sinh con năm 2024 hợp tuổi bố mẹ. Muốn biết con năm sinh 2024 hợp tuổi bố mẹ nào, cần phải chú ý đến ngũ hành, thiên can và địa chi của bố mẹ có hợp với con hay không. Bố mẹ sinh con hợp mệnh và tuổi không chỉ giúp gia trạch ấm im mà còn mang lại may mắn, vượng khí cho cả bố và mẹ. Con sinh năm 2024 hợp tuổi bố mẹ về ngũ hành. Con sinh năm 2024 mang mệnh hỏa nên sẽ rất hợp với bố mẹ mang mệnh mộc và thổ. Vậy các bố mẹ hành, mộc và thổ hợp sinh con năm 2024. Ngoài ra, bố mẹ mệnh hỏa cũng thích hợp sinh con năm 2024 gồm hành thổ. Theo ngũ hành tương sinh, hỏa sinh thổ nên ở đây hỏa thích hợp làm con của thổ. Có nghĩa cha mẹ mang hành thổ muốn sinh con Giáp Thìn là rất tốt. Các tuổi mệnh thổ hợp sinh con năm 2023: Bính Thìn 1976, Đinh Tỵ 1977, Canh Ngọ 1990, Tân Mùi 1991, Mậu Dần 1998. Hành hỏa: hỏa gặp hỏa sẽ tương tự nhau về tính cách cũng như lối sống. Như vậy cuộc sống và gia đình sẽ hòa hợp, tránh được những tranh cãi trong đời sống. Các tuổi mệnh hỏa hợp sinh con năm 2024: Giáp Tuất 1994, Ất Hợi 1995, Bính Dần 1986, Đinh Mão 1987. Hành mộc: mộc sinh hỏa trong ngũ hành tương sinh có ý nghĩa trời tạo mưa, nuôi dưỡng vạn vật. Vì thế, bố mẹ hành mộc sinh con hành hỏa rất tốt. Các tuổi mệnh mộc: Kỷ Tỵ 1989, Mậu Thìn 1988, Canh Thân 1980, Tân Dậu 1981, Nhâm Ngọ 2002, Quý Mùi 2003. Con sinh năm 2024 hợp với bố mẹ tuổi gì về thiên can? Tuổi Giáp Thìn có can giáp cặp thiên can hợp với giáp là kỷ. Can giáp thiên về đối ngoại dương, can kỷ thiên về đối ngoại âm. Âm dương hút nhau nên người có can kỷ sinh con Giáp Thìn là hòa hợp. Những tuổi có can kỷ là những tuổi có số cuối cùng trong năm sinh là 9. Ví dụ 1979 Kỷ Mùi, 1989 Kỷ Tỵ, 1999 Kỷ Mão. Sinh con năm 2024 hợp với bố mẹ tuổi gì về địa chi?
Từ tam hợp thân Tý Thìn, ta có thể thân và Tý thích sinh con hợp với bố mẹ. 2024, cùng xem tuổi sinh con năm 2024 hợp và không hợp. Những người tuổi Thân sinh năm 1992, Nhâm Thân 1980, Canh Thân 2004, Giáp Thân. Những người tuổi Tý sinh năm 1984, Giáp Tý 1996, Bính Tý. Tùy vào quan điểm của bố mẹ, chỉ cần lựa chọn hợp một trong ba yếu tố thiên can, ngũ hành, địa chi là có thể sinh con năm 2024. Để bé có một khởi đầu hoàn hảo, các bậc cha mẹ nên tìm hiểu các thông tin về việc sinh con năm 2023 trước khi bé chào đời. Đặc biệt, cần có sự hiểu biết về mệnh phong thủy, tử vi để chọn được ngày tháng năm sinh hợp tuổi bố mẹ, cũng như đem đến cho con sự sung túc may mắn về sau. Tuy nhiên, đây chỉ là những thông tin mang tính chất tham khảo, bố mẹ nên để mọi thứ thuận theo tự nhiên để mang đến điều tốt nhất cho con. Mọi thắc mắc của bố mẹ có thể để lại bình luận và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ kênh nhé. Xin chào.